Rồng Xanh là một tổ chức cung cấp cái sự chăm sóc cho những trẻ em trong khủng hoảng, giúp tạo ra những cái sự thay đổi để các em có một cái thế giới tốt đẹp hơn. Cái đối tượng mà Rồng Xanh làm việc là những trẻ em đường phố, những trẻ em bị lạm dụng, bị xâm hại, phụ nữ nạn nhân là chủ yếu là bé gái bị buôn bán từ Trung Quốc trở về, cũng như là trẻ em bị bóc lột sức lao động. Rồng Xanh không chỉ tập trung vào cái sự an toàn và cái sự bảo vệ trẻ em, mà Rồng Xanh còn tập trung vào để phát triển trẻ em làm sao để trở thành một con người toàn diện cả về thẩm mỹ, trí tuệ và tâm hồn. Và toàn bộ khu vực này là nơi vui chơi của trẻ, chúng tôi gọi đây là DIC. Em đến Blue, em thích nhất là DIC. Vì đến đấy em được vui chơi, được đọc sách, đọc truyện và có rất nhiều bạn bè để chơi cùng. Nhưng mà khi em mệt mỏi thì em có thể đến đấy nghỉ ngơi và em cảm thấy ổn khi đến đấy.